Gần đây, truyền thông Việt Nam và cả quốc tế cũng tỏ ra vô cùng quan tâm đến chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam vào khoảng tháng 9 tới đây. Tờ báo Khmer Times còn đăng tải một bài báo với tiêu đề Trung Quốc có nguy cơ mất một đồng chí châu Á quan trọng. Vậy tại sao trong khi Trung Quốc đang lo lắng về việc Việt Nam ngả dần theo Mỹ thì Campuchia lại có phản ứng lạ như thế? Cụ thể, tờ báo này đã viết gì về phản ứng của Phnom Penh trước sự việc này? Nói về mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, truyền thông Campuchia đã nhắc lại những tội ác mà người Mỹ đã từng gây ra cho Việt Nam. Tuy rằng nỗi đau lịch sử vẫn còn đó, nhưng không có nghĩa rằng nó ảnh hưởng quá nhiều đến cách nhìn của hai nước hiện nay về nhau. Sau chiến tranh, Mỹ và Việt Nam đã trải qua những hành trình đầy trắc trở trước khi tiến đến bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Năm 2023 này đánh dấu kỷ niệm 10 năm mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước cựu thù. Việt Nam hiện tại là mối quan tâm hàng đầu của Mỹ tại Đông Nam Á. Hiện nay, Mỹ nằm trong số 13 quốc gia là đối tác toàn diện của Việt Nam, thấp hơn 2 bậc so với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc, những quốc gia thuộc nhóm đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội. Bạn nghĩ mà xem, với một cường quốc như Mỹ thì liệu bọn họ có hài lòng khi thua kém Trung Quốc không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Trong vòng 2 năm trở lại đây, Mỹ đã nhiều lần đề cập tới việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam nhưng vẫn luôn bị trì hoãn. Việt Nam dường như vẫn đang rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại với Washington. Mỹ thì đồng thời muốn hợp tác cùng Việt Nam để răn đe Trung Quốc. Với họ, Bắc Kinh chính là mối đe dọa lớn nhất. Theo tác giả, Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ kinh tế thương mại sâu rộng. Nhưng sự thù địch lịch sử của Việt Nam đối với Trung Quốc vẫn còn, nhất là về hai cuộc tranh chấp Biển Đông. Nổi bật là các hoạt động, sự kiện, ấn phẩm có dính đến đường chiến đoạn thì Việt Nam đều có biện pháp rất thẳng tay. Vậy, ai là người muốn khai thác vết rạn nứt giữa Việt-Trung nhiều nhất? Tất nhiên là Mỹ. Mỹ không chỉ coi Việt Nam là một đối trọng quân sự tiềm năng với Trung Quốc, mà còn là một đối tác kinh tế tiềm năng, có thể thay thế Bắc Kinh làm cơ sở sản xuất. Đây là lý do tại sao Hoa Kỳ đã nỗ lực hết sức để mở rộng sự hiện diện ngoại giao của mình tại Việt Nam, bao gồm cả việc xây dựng một khu đại sứ quán mới trị giá 1 tỷ đô la. Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bắc Kinh phải làm tất cả những gì có thể để ngăn Hà Nội xích lại gần Washington hơn. Trung Quốc không muốn Việt Nam trở thành mối đe dọa chiến lược. Nhiều ý kiến nhận định Việt Nam sẽ không bao giờ trở thành đồng minh chính thức của Hoa Kỳ. Nhưng có những lo ngại rằng nước này có thể sớm nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, hai nước có chung mục tiêu và lợi ích. Nếu Trung Quốc muốn ngăn chặn điều này, câu trả lời duy nhất là Bắc Kinh phải ngừng gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Nói cách khác, Trung Quốc phải bắt đầu đối xử với Việt Nam như một người đồng chí chứ không phải một nước láng giềng cấp dưới. Việc Việt Nam chính thức nâng cấp quan hệ với Mỹ có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Việt-Trung. Tuy nhiên, nếu Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược, thì Quốc hội Mỹ có thể ủng hộ nhiều sáng kiến trợ giúp Việt Nam về an ninh hơn. Một tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược sẽ giúp cho giới quan chức Việt Nam cảm thấy tự tin hơn trong việc hợp tác với Mỹ, nhưng đó chỉ là những giả thuyết được đưa ra. Việt Nam là nước có chủ quyền độc lập, có chính sách và thực hành đối ngoại độc lập, cho nên không có bên thứ ba nào có thể tác động gây ảnh hưởng tới quyết định của Việt Nam trong quan hệ Việt Nam và đối tác. Việt Nam hiện tại vẫn giữ vững nguyên tắc của mình với chính sách đối ngoại 4-0, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Có thể thấy, truyền thông Campuchia đã đưa ra những nhận định vô cùng công tâm. Trước thông tin trên, cư dân mạng Việt Nam chúng ta cũng đã có những chia sẻ khá sâu sắc, phân tích công tâm và đưa ra nhận xét khá hợp lý. Ai nói gì mặc kệ họ, còn Việt Nam ta muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Việt Nam là một nước yêu chuộng hòa bình, ai đến thăm thì mở rộng vòng tay đón bạn, làm sao phải lăn tăn như vậy? Đừng mong đợi kẻ khác mang lại hạnh phúc cho mình, không có bữa ăn nào miễn phí. Không chỉ là Mỹ mà bất cứ một quốc gia nào, nếu tôn trọng và chân thành cùng phát triển thì Việt Nam đều coi là bạn và quý trọng như nhau. Hợp tác làm kinh tế chứ đừng dính đến chính trị hay quân sự, mong được như vậy. Chúng ta có quan điểm, đường lối của chúng ta, chẳng vì một cái gì hết, chẳng vì ai hết, mà ta phải vì ta. Không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là mãi mãi. Nâng hay chưa nâng còn tùy thuộc vào thiện chí của Mỹ đến đâu, nhưng trước mắt một số kẻ mất ngủ, rụng tóc là điều chắc chắn. Nhà báo Campuchia có cái nhìn khách quan, nhìn nhận vấn đề. Và đó là nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy thích video này thì hãy ủng hộ tụi mình bằng cách để lại một like và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.